nghe cái tựa đề thôi là thấy sai sai rồi ha. Thế nào là đúng cách, dựa trên tiêu chuẩn nào là đúng, rồi tại sao có người đắp một cục bột, có người đắp hai cục, có người đắp cả chục cục mà vẫn đẹp, rồi sao có người đắp cọ số 18, 16, 14, 12 và số 8, rồi sao lại ABCD các kiểu, có 10 ngón tay à, hũ bột và ly nước mà tôi đây làm 10 năm rồi vẫn phải học. Má ơi, học gì học hoài vậy, càng học càng ngu ra, càng học thì càng à ồ thì ra là vậy. Thế nên nó sau một thời gian tốn quá trời chất xám, tốn quá trời tiền bạc, tốn quá trời thứ thì tôi rút ra được một điều nha. Điều thứ nhất, đắp bao nhiêu cục bột trên móng tay cũng được, miễn đẹp và khách thích là được. Điều thứ hai, đắp cọ số bao nhiêu cũng được, miễn là mình hiểu bột và ra sản phẩm đẹp khách thích là được. Điều thứ ba, đắp thế nào cũng được, miễn khách hài lòng là được. Cái tiêu chuẩn này á, mình đang nói đến tiêu chuẩn salon nha, chứ đi thi đấu thì có quy tắc và có cách làm chuẩn khác nhau. Còn làm salon á, thì tiêu chuẩn chính xác nhất là tiêu chuẩn làm cho chính người khách ấy. Không tin lát mấy bà xem bộ móng này ra nè, có bàn tay ngắn, bàn tay dài rõ ràng luôn, nhưng khách bắt tôi cắt vậy đó, khách nói cắt vậy thấy đều. Rồi cái hoa nổi á, ở Việt Nam tôi dạy học á, học viên mà vẽ vậy là tôi bắt vẽ hoài nha, vì xấu lắm. Rồi qua đây nghiệp quật luôn, khách bắt vẽ y xì cái hình khách đưa, mà khách đưa là cái hoa giống y chang vậy đó, nó phải lõm ở giữa và gồ lên hai bên cánh, vẽ cái hoa chuẩn luôn thì khách bắt gỡ ra đắp lại. À, cái phong móng giũa coffin xong cho khách đẹp á, thì khách kêu giũa bầu lại hai bên. Tôi là tôi ghét cái kiểu đó nhất á, làm mấy bộ móng ấy đăng lên thiên hạ và chửi rần rần vì form xấu. Mà khổ nỗi xấu hay đẹp là do khách chọn mấy má ơi. Khách nó đâu có đi học nail đâu, khách chỉ đi làm nail thôi. Mà xui xui á, làm từ ngày xưa thợ làm như thế, giờ mình làm chuẩn thì khách bảo là mình làm xấu cơ. Thế nên á, chuẩn của mình chưa chắc là chuẩn của người khác. Cái chuẩn và cái đúng nhất là cái mà khách hài lòng nha. Cuối clip á, cả nhà đừng cười nha, vì đính mấy cái viên đá xong á, tôi thấy xấu hổ quá trời luôn á. Đá nhựa mà đính xong phải sơn tốp lên nữa. Bên này á, có đính Swarovski lên á, thì khách cũng kêu sơn thêm lớp tốp lên à, bó cả tay cả chân luôn á. Nail ở bên Đan Mạch này á, đến bây giờ vẫn còn đi sau Việt Nam chắc ít nhất cả chục năm á, giờ vẫn còn sơn thường và vẽ cỏ nét thường. Làm cái đứa hay vẽ như mình á, vẫn chưa có chỗ nào phát huy. Chỉ vẽ có ba cái hoa nổi này mà khách khen từ lúc ở bàn ra đến chỗ tính tiền luôn. Bộ này mình làm là khoảng 850 crore, là khoảng cỡ 2,7 triệu. Mà thấy bà nào cũng than học bộ không được, học chỗ không có tâm, học không giống như bên nước ngoài. Chẳng lẽ tôi sắp xếp hè này về mở lớp ở Việt Nam ta, sẵn về giao lưu chém gió cùng mấy bà luôn, không biết thấy có ổn không? À, cái viên đá nhựa này là 5 đồng, đó là 16.000 Việt Nam một viên đó mấy bà. Hết hồn chưa?